Tụi mình tuyệt quá. Khoan, có chuyện gì vậy ta? Thử thanh bước nhảy sao? Tuyệt. Bắt đầu thôi. Shh, nhẹ nhàng thôi. Có ai thấy tụi mình không? Tớ nghĩ chúng mình an toàn rồi. Hóa trang thành công. Anh chờ mãi để được gặp em đó. Thơm cả nhé. Tất nhiên em sẽ thơm anh rồi. Wow, có thực đơn nè. Hai người đang chuẩn bị hôn nhau à? Psst, đi đi. Kế đây, anh ấy đẹp trai phết. Em biết cô phục vụ này à? Hai người thật đẹp đôi đó. Cảm ơn, để xem hôm nay có món gì nhé. Hả? Bạn gái của mình và cô phục vụ đều biến mất rồi. Kate, nhìn này, chúng mình đang ở trong thử thách bước nhảy. Có vẻ tớ phải bắt đầu trước rồi. Kiến thức hay đấy Kate. Đến lượt tớ. Xoay mình lúc nào cũng phải vừa vặn thôi. Kate, phục vụ, hai người có trong đó không? Và tóc của em bồng bềnh sơn mượt. Đoán xem ai? Chris. Ôi trời, này, thế còn tớ? Tụi mình mãi chưa hôn nhau được. Kìa, lù lù xuất hiện xong coi mình như người vô hình. Thôi mặc kệ, mình chuẩn bị vào lớp thôi. Kate? Hả? Chắc em ấy lại đi rồi. Hả? Thế này thì tới kiếp sau cũng chưa được hôn anh ấy mất. Nhưng này, lấp lánh ở đây làm bạn với mình. Có cả Lung Linh nữa. Và kết thúc thật hoành tráng luôn. Cậu ấy có lấp lánh và Lung Linh. Mèo mèo ơi, tớ cần cậu. Nhớ rủ thêm bạn nhé. Nhảy thôi. Kid, làm sao mà cậu tập giỏi thế? Nè, tớ tìm cậu nãy giờ. Quay hộ tớ nhé. Không, tớ bận rồi. Đi mà. Rồi rồi, đưa điện thoại cho tớ. Sẵn sàng chưa? Làm gì làm đi. Bắt đầu nè. Wow, cái gì? Madison, cậu đâu rồi? Sao cậu ấy biến mất được? Là do cái chân sao? Lại là thử thách bước nhảy đây. Cậu lúc nào cũng làm tớ như trên mây. Hoàn hảo ấy chứ. Đến là tớ nè. Tụi mình quá hiểu ý nhau mà. Chán như con rán. Phải ngủ chút mới được. Madison, muốn điểm cao mà như thế à? Còn tớ thì vẽ nhăng vẽ cuội mới tỉnh được. Gãy chì của bút màu vàng rồi. Gì vậy trời? Madison, nhìn này. Đừng nhấn vào, tớ buồn ngủ. Quay lại với dàn nhảy. Quẩy lên lấp lánh, tỏa sáng đi.
nhảy nhót chắc chắn sẽ khiến ta tỉnh. Chính cậu nhấn nút đó mà Kate. Để tớ chỉ cho. Nhảy là phải thế này nè. Đó, thấy không? Xịn sò chưa? Đùa tớ đấy à? Cho trẻ con mà cũng. Madison, nhìn cái này nè. Thật đó, cậu sẽ muốn xem cái này. Wow, đúng là hay thật. Trang TikTok này đỉnh quá. Tớ đăng ký luôn. Wow, hình như giờ tụi mình thi với Neon. Chiến thôi Kate, cho cậu ấy biết thế nào là pro đi. Cậu ấy không biết tụi mình làm được những gì đâu. Thật may là tụi mình đã tập luyện kỹ. Wow, đóng băng luôn. Ồ, có vẻ bây giờ Kate sẽ solo. Chào buổi sáng, Madison. Wow, ngủ một giấc đã đời luôn. Chuẩn bị cho một ngày dài thôi nào. Sao không thấy kem đánh răng nhỉ? Bị tắc hay sao vậy? Ôi trời! Kate, cậu sẽ không tin nổi đâu! Là thử thách bước nhảy trong tuyết kem! Madison ơi! Ôi không! Tôi chưa lên đồ để nhảy mà! Hả? À, áo choàng tắm sao? Cậu ăn mặc buồn cười quá! Thôi kệ đi, tôi vẫn nhảy được! Nhìn thấy chưa? Lại sinh lồng lộn rồi nha. Chà, đúng là ổn hơn. Nhảy nhót thôi nào. Yeah, hoàn hảo. Hoặc đúng hơn là quá hoàn hảo. Hay đấy. Nhưng giờ đến tớ vào lớp lánh nè. Wow, Kate và lớp lánh nhảy cháy ghê. Thử nhảy điệu đó xem. Ôi trời. Các bạn muốn nhảy với lớp lánh hay meo meo hơn? Cho chúng tớ biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.